Rồi em chào tất cả anh em ha. Gán làm vô xong máy luôn em. Thì hồi nãy em có quay cái clip mà cận cảnh chia sẻ cách để đo tim á anh chị. Để có nhiều anh mà kêu em lên chế mà không có đo thông số em khó làm lắm. Hồi nãy em có quay cận cảnh luôn á. Là quay cách gáp chế vô từ đầu luôn. Nó dễ nổ lắm chị, chế ra ngang gáp dễ nổ lắm. Rồi quay nhưng mà em đăng nó lâu lên quá, tại vì nó 14 phút á, rồi em mà cái điện thoại em giờ yếu lắm, đăng lâu quá là nó không có lên anh chị, nó chậm lên lắm. Nè anh chị thấy cái miếng này em làm giống như zin luôn à, vậy nhìn không bao giờ biết đâu nha, em bảo đảm luôn. Nhưng mà cái clip kia em có đăng lên anh chị vô xem anh chị biết à, là từng em có quay từng chi tiết từng cái lỗ này hết luôn anh chị đó ha. Thôi còn này clip này em quay ngắn thôi, quay cho nó cái này xong hết luôn anh chị, về chuẩn hết luôn nè, lên lọc lên nắp đồ hết luôn ha. Thì cái này á, cũ nó em bỏ, cái này là em si cua cho anh cái cục này, đúng em lên ba lỗ, nhưng mà ba lỗ á, nữa anh để ngắn cũng được hoặc anh để dài anh giấu đây cũng được. Thì tại cái nắp zin nó còn nút thở á, thì em thấy vậy, thôi em giữ lại cho anh ha, trong đây nó có nút thở này nè đó. Thì em si cua theo cho anh cái này, si cua theo cho anh cái này đó, si cua theo cái này. Rồi mai mốt mà lỡ cái nút thở nó hư anh lấy bỏ cái đèn ra gắn đèn này vô, rồi gắn cao su này vô, rồi gắn hai ống xăng vô ha, cái đó si cua cho anh. Còn cái lọc gió thì em chưa gắn vô ha. Đó, thì chuẩn lắm nha anh em. Thì cái clip kia em có quay cận cảnh luôn á, nhưng mà đăng nó chưa lên kịp nữa, em đăng nãy giờ cũng 10 phút mà chưa lên nữa. Còn clip này thì nó hoàn chỉnh rồi, em quay cho anh chị xem ha. Chế của nó nè anh chị. Anh chị gắn cái boe này vô nè, là nó sẽ ổn định, nó đều lại hơn xíu ha. Nó lọc gió đều rồi đó, nhưng mà bây giờ em gắn nó vô em không lên ra được á. Để thử cho anh chị xem ha. Quay cái nóng này lên á, buộc cái máy tắt ha. Còn không tắt á là anh chị vô xài không được đâu nha. Còn anh chị để nó đứng như là nó chạy hoài luôn. Nhưng mà cái máy phanh đắt nó đứng về này nha anh chị. Đang vô năm hiệp nè. Mình đang xài lắc ngang buộc là nó phải dư xăng anh chị, nhưng mà phải canh gì mới xài được ha. Chứ anh chị canh mà lặt lại bề nào nó cũng chạy được là cái đó dễ lắm, nhưng mà cái đó vô tải không được nha anh chị. Rồi thôi em chào ha.